chia sẻ của bác sĩ Vương Thế Linh, trưởng khoa HIVS Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bình Dương, cách đây ít lâu, Trung tâm tiếp nhận em NTN 14 tuổi đến xét nghiệm HIV, kết quả dương tính, nguyên nhân lây nhiễm qua quan hệ tình dục đồng giới nam do bán dâm. Nơi được các tình nguyện viên của nhóm đồng đảng viên CBO tiếp cận khi phát hiện đăng tải thông tin tìm kiếm bạn tình trên app tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tương tự là trường hợp của bạn trẻ C tại huyện Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cũng phát hiện nhiễm HIV khi mới chỉ 14 tuổi. Khi C biết bạn tình nhiễm HIV đã tự test và bàng hoàng khi thấy kết quả dương tính. Anh DT, trưởng nhóm CBO The Sun tại Kiên Giang cho hay, nhiều bạn biết mình nhiễm HIV nhưng giấu tình trạng bệnh và không có biện pháp quan hệ tình dục an toàn, gây lây nhiễm bệnh cho bạn tình, chỉ đến khi chia tay họ mới thông báo cho bạn tình, khi đó nguy cơ nhiễm HIV lên đến 90%. Trường hợp bạn trẻ NTD 17 tuổi ở Kiên Giang, sau một tháng chia tay bạn tình đồng giới, đây nhận được cuộc gọi từ người cũ, anh bị nhiễm HIV, em nên đi xét nghiệm. Kết quả sau 3 lần test dương tính khiến đê mất phương hướng trong cuộc sống. Thạc sĩ bác sĩ Võ Hải Sơn, trưởng phòng giám sát và xét nghiệm Cục phòng chống HIV Bộ Y tế, nếu trước năm 2015, dịch HIV tập trung ở nhóm nghiện trích ma túy và phụ nữ bán dâm, thì sau năm 2015, hình thái đã có sự thay đổi. Ở nhóm phụ nữ, tình hình lây nhiễm HIV đã có sự thay đổi rõ rệt, nếu trước đây tỷ lệ lây truyền khoảng 5 đến 6%, đến nay chỉ còn khoảng 3%. Đáng lưu ý, nổi lên hiện nay là nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam, năm 2012 tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm này chỉ 2%, đến nay đã lên 13%. Mức độ lây nhiễm trong nhóm này tùy thuộc vào mỗi địa phương và các quần thể. Các tỉnh có tỷ tỉ lệ lây nhiễm cao là ở phía Nam, thậm chí có tỉnh tỷ tỉ lệ lên tới 20%, các tỉnh miền Bắc tỷ lệ này ít hơn nhằm kiểm soát hiệu quả dịch hiv hiện bộ y tế đang đẩy mạnh công tác xét nghiệm với đa dạng các mô hình trong đó có hình thức tự xét nghiệm bác sĩ linh cho hay trẻ vị thành niên cần có người lớn trong gia đình đồng ý làm giám hộ để đưa vào điều trị tuy nhiên nhiều em không dám chia sẻ thông tin này cho bất kỳ người thân nào hoặc bị gia đình từ chối như với n không có người giám hộ nhưng không thể để n không được điều trị bởi nếu không em sẽ trở thành nguồn lây lan bệnh cho nhóm đồng dưới nam ở lứa tuổi vị thành niên hậu quả khôn lường theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết tháng 6 năm 2023, cả nước có 228.497 người nhiễm HIV đang còn sống. 113.253 người nhiễm HIV đã tử vong. Xét nghiệm phát hiện mới 6.790 trường hợp, tử vong 681 trường hợp. Trong số người mới phát hiện nhiễm HIV, 72,1% lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục không an toàn, 81,2% là nam giới, chủ yếu tập trung ở lứa tuổi 16 đến 39 tuổi, khu vực đồng bằng sông Cửu Long chiếm 40,8%.